Bà Địa Vũng Tàu đến đây nhờ hiệp sĩ Nguyễn Hải tìm con nuôi. Bây giờ bà con bác lợi chia sẻ giùm, ở đây là miễn phí, không có tiền bạc hết bà con. Đây hiệp sĩ Nguyễn Hải là giúp bằng tâm tình con người. Con người Việt Nam sống là phải giúp nhau lẫn nhau, không có lợi dụng ai hết. Đây bà con bác lợi chia sẻ giùm. Hiện nay có nhiều người lấy hình ảnh của tôi làm Facebook để nhắn tin xin tiền bạc, mượn tiền mượn bạc, làm mất uy tín của hết. Bà con cứ có gì thì điện thoại trực tiếp hiệp sĩ Nguyễn Hải 0913785858. Cảm ơn mọi người, hãy chia sẻ giùm, cảm ơn nhiều nha. Bà con hãy chia sẻ giùm ha. À, cô ơi, cho con hỏi cô từ đâu đến kiếm hiệp sĩ Nguyễn Hải? Dạ, cô nói lớn lên. Vũng Tàu, Bà Rịa, ở Phú Mỹ á. Dạ. À. Cô đi nước mấy giờ đến đây? Dạ, đi hồi 6:30 đi giờ. Sao đến đây đến giờ mới đến đây phải không? Dạ. Bây giờ cô lý do sao cô biết hiệp sĩ Nguyễn Hải mà cô đến nhờ? Dạ, con hỏi thăm quý chú quý cô chị. Dạ. Bây giờ cô đến đây là nhờ tìm con gái là họ tên gì? Dạ, Trần Thị Ngọc Phước. À, sinh năm mấy cô? Dạ, 2004. 2004, ở nhà cô có la rầy gì mà nó bỏ đi vậy? Dạ, không la rầy, để con nói con ở nhà, con lo ăn uống, con nhìn đo miếng rồi. Nói vậy đó. Vâng, rồi cô bây giờ bỏ đi lâu chưa cô, ngày mấy? Dạ, ngày 25. Bỏ đi ngày 25 tháng 11 hả? Dạ, âm á. Dạ, dương ngày 18. Ngày 18 tháng mấy? Dạ, 8 tháng 11 dương. À, rồi, bây giờ bà con quá loại chia sẻ giúp giùm. À, cô này từ ở Phú Mỹ, Bà Địa Vũng Tàu đến đây nhờ hiệp sĩ Nguyễn Hải tìm con gái. À, bà con loại cô chia sẻ, cô khóc từ nãy giờ. Bà con quá loại chia sẻ giùm mọi người. Mọi người, bé ơi, nếu mà bé thấy mà mẹ mà đến đây nhờ hiệp sĩ Nguyễn Hải tìm thì bé coi bé về đi. Bà con bác lợi ơn chia sẻ giúp giùm tôi ha. Chia sẻ giúp tôi, cô khóc nhiều lắm rồi. Cô bỏ công ăn việc làm, cô đi đến đây nhờ hiệp sĩ Nguyễn Hải không ăn ngủ gì hết. Đó, nên mọi người nên chia sẻ giúp giùm ở đây hiệp sĩ Nguyễn Hải giúp bằng cái tâm tình con người, giúp miễn phí không có tốn tiền như bà con. Bà con là bên chia sẻ giùm mọi hoàn cảnh này. Đó, bà con cũng bắt đầu chia sẻ. Hơn 20 ngày rồi không gặp đâu. Dạ. Bà con chị đây này. Đang tìm chú giúp giùm cho em đi về. Dạ, con xin phép sư. Sư có thể chia sẻ cái câu chuyện là đây là con nuôi của sư hay là con ruột? Dạ, con nuôi. Con nuôi lượm, mình lượm hơn 1 ngày tuổi. Mình nhặt được hay mình xin sư? Dạ, lượm ngoài cống. Ồ, lượm ngoài cống luôn. Dạ. Trời ơi, đáng thương quá. Có một ngày tuổi mà nó đó. Trời ơi. Mà nuôi đến giờ phút này? Dạ, nuôi nó hạt lớp 12, mới ra trường. Mới ra trường xong, nuôi từ khi mà mới đỏ hỏn là ngoài cống. Dạ, một ngày tuổi. Một ngày tuổi, mới có một ngày xe, dạ. Sanh ra một ngày. Một ngày. Rúng chưa rụng mà, rụng con. Tội quá. Bây giờ, sư nuôi đến giờ phút này là 18 tuổi rồi, được ăn học rồi. Đến giờ phút này là mới học hết ra 12 rồi, phải không ạ? Dạ, dạ. Dạ, thì đến giờ phút này thì chưa có biết là ba mẹ ruột của bé không? Dạ, không biết. Không biết, mất tích rồi, không biết rồi. Dạ, không biết ai nhá. Sư có biết lý do tại sao mà con của sư bị bỏ đi thế này không? Dạ, không biết. Không biết luôn. Sư về mất tích thôi, đi chợ về mất tích không biết. Sư có nghĩ là con của sư này yêu hay là dạ, bạn bè gì không? Dạ, mình có nghi ngờ điều gì không? Có ai điện thoại hay là chở đi không sư? Đó không biết nữa, đi về họ có sư cô, thì nó đi bộ ra thôi. Dạ, trước khi con của sư bỏ đi cái này nhé, là có đem theo cái gì đi không? Dạ, không biết, nghe nó cô đó, cô nói thì hỏi thăm, cô nói có mang cái ba lô cái sách đó, bài hơi cái giỏ sách gì không biết, rồi nói sao cô giữ lại giùm đi, bỏ la cái thau bỏ vô. Yeah. Con em bao lâu túi sách, liệu có tiền bạc gì không sư? Dạ, không biết, tiền bỏ thì có đi đi, nhưng có đi đi. Dạ. Nhưng mà không biết là bao nhiêu không biết. Dạ. Để đâu có biết. Có đem theo điện thoại hay là xe không sư? Dạ có, đem điện thoại với cái giấy căn cước với cái bằng lái xe. Bằng lái xe không đa. Dạ. Dạ. Bằng lái xe, nhưng mà thực sự có đem xe không sư? Dạ không có lái không xe. Không à. Thì xe ở nhà đi xử hết rồi. Dạ. Không có đi được. Sư thấy tính tình mà sư nuôi bé gái từ 1 tuổi, dạ, à 1 ngày tuổi, ngoan đến lắm. Giờ phút này, dạ, ngoan, dạ, lắm. Ngoan lắm. Dạ, ngoan. Trước đây có bỏ nhà đi bao giờ? Dạ không có, không xa một bước. Dạ, mỗi giờ đi một tháng, ngày mai là một tháng mà khác biết. Ngày mai là một tháng? Dạ, khác biết, mai là em nó cũng khác, tôi nó ngủ, quấn áo nó ngủ,
quán ốc của chị vậy. Dạ. Sư thấy bé nuôi trong vòng một 12 năm qua, sư thấy bé có thông minh không? Dạ, nó học thì cũng được, năm đầu 18 lên lớp. Năm qua. Dạ. Năm đầu cũng lên lớp rồi nha. Dạ. 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 Bạn bè nam nữ là chắc sư không biết ha. Dạ không biết, là đi học mà trường đâu. Dạ. Trước đây là không có bỏ nhà đi bao giờ, lần dạ, này là đầu tiên mà cũng là lần phải đi cầu cứu như thế này. Dạ không. Hiện nay đến thời điểm này là sư và các người thân anh chị ở trong chùa đã tìm bé ở đâu? Dạ có, anh em đi tìm hết rồi. Anh em của tôi á. Dạ. Có đi tìm. Dạ đi mấy rồi nó có tham. Dạ. Sư cô rồi ông chỉ đi hỏi tham cùng ấy sư cô ông chỉ. Dạ. Dạ. Hiện nay cái số điện thoại của bé còn dạ, gọi được không? Dạ không gọi được. Không gọi được. Dạ. Bé có xài Zalo hay Facebook gì không? Dạ không biết, nó có xài mà không biết. Ồ, sư cũng không biết điều đó hả? Dạ, tôi xài điện thoại cùi không à. Dạ. Nên vì vậy cũng không có biết được. Dạ. Dạ. Sư có điều nào muốn chia sẻ trên video này để hy vọng là dạ, con gái sư xem được cái video này, hy vọng là bé nghĩ lại. Dạ. Vì dù dạ, rằng không phải mẹ ruột. Quý chú dạ, chú Hải ủng hộ trợ giùm cho em về với tội. Cô nói lớn lên cô. Nó lớn nhất. À rồi. Nó lớn nhất đó. Bé cô nói lớn lên để cho mọi người dạ, họ chia sẻ dạ, để dạ, giúp cô tìm dạ, được đứa con của cô. Dạ, ủng hộ nhờ anh em hỗ trợ quý chú Hải giúp đỡ giùm cho em để về với tội. Mấy đứa nhỏ nó khác. Tôi cũng khác hết được mẹ đó. Bé ơi, nếu mà bé thấy mà mẹ mà đến đây nhờ từ ở Bà Rịa Vũng Tàu đến đây nhờ Hiệp Xuyên Hải thì coi bé coi liên lạc với người nhà và bé về đi để cho cô được mẹ được khỏe, được ăn ngủ cho nó ngon lành. Bé coi bé về ha, bé về coi học hành không? Dạ con xin phép sư. Sư có thể chia sẻ cái câu chuyện bé họ tên đầy đủ là gì ạ? Dạ, Trần Thị Ngọc Phước. Dạ. Dạ. Năm nay là 18 tuổi. Dạ. Dạ xin từ lúc nhặt được từ lúc một ngày tuổi dạ, ở tại dạ, cống. Thì nhặt ngày nào tính ngày đó. Dạ, nhặt được một chứ ngày. Chứ không biết là cha mẹ đã sinh hồi nào chẳng biết. Có thể một vài ngày nhưng mà mình nhặt được lúc dạ, nhặt ngày nào tính ngày đó thôi. Dạ. Dạ, dạ. Sư có thể chia sẻ cái câu chuyện là bé bị cạo trọc đầu này là cạo lâu chưa? Dạ lâu rồi. Từ hồi nó coi như là nó biết mập mẻ biết bây giờ là nó tu biết thôi. Là tu ăn trong chay trường dạ, ăn chay trường dạ, ăn chay trường biết không, mới xa năm nay là gần một tháng á, ngày mai là một tháng dạ, ngày mai là một tháng, ngày mai là một dạ xa lắm, ngày mai là một tháng, từ hầu giờ không xa. Bé có chia sẻ cái câu chuyện là cái bằng cha không à? À dạ không, cái mẹ cái cha kêu cha dạ à, chứ không phải kêu mẹ dạ không, cái mẹ. Bé có chia sẻ mà là cuộc sống của bé sao, bé có cần cái gì không? Dạ không, không có đồ hỏi vậy đó. Không mà. Dạ, không đồ hỏi chứ. Thuộc dạng rất hiền. Dạ, dạ, cha cho gì vậy mà ăn là không ăn, đừng biết ăn lắm. Ồ. Rồi tôi đi chợ, tôi về, tôi ra ở nhà phải ăn cơm con. Chứ những đó da xanh năm giòn, lo bấy nhiêu thôi. Là bé đi luôn hả? Dạ, không ăn. Dạ. Có tôi ở nhà thì ăn, còn không có tôi thì không ăn. Sư có nghĩ rằng hay là vì bé ăn chay từ trước giờ, dạ, cho nên có thể là cũng khó chịu không? Dạ không, ăn ăn đồ ấy lắm. À, tôi cũng lo đồ ăn ngon lắm dạ, đồ chơi thực sự ngon dạ, đồ chơi bây giờ đầy đủ hết mà dạ, không như thiếu như ngày xưa của tôi ăn dạ, ngày xưa tôi ăn muối quạt không à dạ. Sư có điều nào sư muốn chia sẻ cái video này để hy vọng là bé thương cha mình, gọi là mẹ mình, dù rằng không sinh ra bé nhưng mà cái công nuôi dưỡng từ lúc còn rất nhỏ để bé hiểu được cái câu chuyện mà tình cảm rất nhiều như thế này từ Vũng Tàu về Bình Dương dạ, để cầu cứu. Bây giờ nó cũng khác, nó cũng nhớ tôi lắm. Dạ. Bởi vì đi gạo giờ cũng xa nhưng mà bây giờ bây giờ. Dạ. Sư chia sẻ đi, chia sẻ cho bé nghe được, bé xem được rồi bé về đi. Con mau về trời, em nhớ con tận gặp hoài đi tìm hơn 20 ngày rồi không gặp, thì gặp chú Hải lên nhờ chú Hải giúp giùm anh em. Tội lắm con ơi, anh nhà em khác biết nó không ăn con ơi. Thương quá. Dạ. Vậy con xin phép sư đi lúc mấy giờ về đấy? Từ lúc mấy giờ từ Vũng Tàu về đây? 6 rưỡi sáng. Mà bây giờ thì cũng hơn 10 giờ rồi để có mặt ở tại Bình Dương để nhờ đội hiệp sĩ Hải Bình Dương dạ, để đăng tải lên để tìm người con dạ, gái của mình. Dạ, anh em với chú Hải giúp giờ. Dạ. Cho anh gì thì tội. Dạ. Sư có hy vọng với cái cuộc tìm kiếm này thành công không sư? Dạ, dạ thành công. Nhờ quý chú của chú Hải nó thành công. Dạ.
mình kỳ vọng ha. Dạ. Thực sự là câu chuyện nó rất đáng buồn. Bé thực sự là trước đây thì rất thiếu may mắn, tình gọi là mẫu tử của cha của mẹ, nhưng mà cũng được bù đắp sư cũng nuôi dưỡng từ lúc rất nhỏ, nhặt ở ngoài cống về rồi nuôi, nhà phút này coi như con ruột rồi, rất thương yêu hết mực. Không hiểu lý do nào đó bé có thể là bị lừa đảo dùng robot trên mạng, trên internet. Nuôi cho giải chú, nuôi cho ăn hàng lớp 12 rồi chú. Dạ. Yeah. Lo cho mẹ ăn hàng. Bé có thông minh lắm không? Dạ, được, thông minh. Dạ. Sư có nghi ngờ là bé yêu đương gì trên mạng, internet không? Không biết. Không biết được. Vì trong thời gian vừa rồi rất nhiều các bé, đa số bé gái này bị yêu đương lừa đảo dụ dỗ trên mạng, trên internet. Nên vì vậy là có thể là bị dụ dỗ vào các đường dây môi giới xin việc làm trên mạng, việc nhẹ lương cao, hoặc là có một số bé bị lừa đảo dụ dỗ. Nó hay bấm điện thoại biết thôi. Dạ, ngày mai ta bấm điện thoại biết rồi, chưa có nói con lo ăn chứ cũng bấm biết là con ốm rồi con. Dạ. Chưa có lo bấy nhiêu thôi à. Dạ. Không ăn cơm, có dạ. Tôi ở nhà thì ăn cái đu miếng léo đó rồi thôi, còn đuôi không ăn. Làm biếng ăn. Vậy là hàng ngày bé đi học trước cái thời điểm bỏ nhà mất tích tích này là sư có nhìn thấy bé có biểu hiện gì bất thường không? Dạ không, bé nó cũng uống thuốc mà bình thường à, tôi uống con có bệnh này cứ đi lấy thuốc uống rồi con, chứ đừng có mà thuốc ở nhà này đầy đủ, đi nhà thương lấy thuốc về đầy đủ hết. Dạ. Cho uống hàng ngày. Thuốc là thuốc gì sư? Dạ, nó thuốc nó hay đau đầu. À, hay bị đau. Như dạ, như nó hay cảm cảm rồi đó, rồi tôi cho uống hàng ngày biết là. Dạ. Gọi là thay đổi thời tiết thì hơi cảm, hơi đau đầu, khó chịu. Dạ, dạ, cho uống mấy hàng ngày à. Dạ. Xong rồi nào ăn cơm rồi cứ uống. Cuối video này, sư có điều nào muốn chia sẻ trên video này để hy vọng là các cô chú, anh chị trên cộng đồng mạng xem được, chia sẻ để cho sư sớm tìm được. Chú Hải cố gắng hỗ trợ giúp giùm cho em nó về. Mấy quý chú kiếm là đương nhiên là có Bồ Tát sống mà. Thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Hải Bình Dương này tiếp nhận rất nhiều thông tin và hiện nay cũng rất nhiều bé trai bé gái được đoàn tụ trở về cùng gia đình rồi. Thì cũng hy vọng là cũng rất kỳ vọng cái cuộc tìm kiếm này. Một bé gái hiện nay thì đặc điểm bé gái là có thường xuyên là đeo kính cận này không sư? Dạ có, đi học thì đeo mà còn nghĩ ở nhà có đeo. À, liệu bé đi đường bé có đi đường cũng đeo. Đi đường cũng đeo. Hiện giờ bé tóc dài hay ngắn? Dạ tóc, bé tóc mà. Để tóc rồi nghe. Dạ tóc rồi, từ bữa ra nay thì tóc cũng không dài bằng bàn tác lầm với căn cước đâu, có từ một tháng rồi đó, cũng là một tháng. Nếu một tháng tóc cũng chưa thể dài. Dạ chưa dài lắm. Dạ. Dạ chưa dài lắm, cũng dài ấy thôi, giống dài. Đặc điểm nhận dạng của bé, để cao khoảng 1m mấy sư? Dạ. Mấy rồi thôi, chứ không có. Nó tròn á. Tròn tròn chắc mét 5 mấy thôi. Chứ không có cao. Chắc mét 5 mấy thôi. Dạ không có cao. Bé có chia sẻ là cái câu chuyện nào bé thường xuyên đi về hướng nào hoặc chơi với bạn nào không? Dạ không có chơi bọn nào chơi nha. Có bọn mà con mi bây giờ anh Hạc rồi Hạc rồi. Có hai chân mi thăng lắm. Mi ốm ốm mà nó Hạc lên 12 rồi, bây giờ nó Hạc đại học mà nó Hạc đâu thành phố đâu biết. Nhưng mà nó không biết có đi chơi đi đó không thì không biết. Dạ. Nhưng mà xô được, nó đi Hạc đại học thì xô ra vô được. Sư có đã tìm hiểu chưa? Dạ không có tìm. Không có tìm hiểu. Không biết mà chỉ kiếm đầu ở dưới ra mà. Hơn mấy ngày đi tìm hết rồi. Thực sự là cái câu chuyện này phải nói là rất cảm động. Một nhà sư bỏ rất nhiều công sức nuôi một bé, phải nói là từ khi đỏ hỏn mới được có một ngày tuổi đó, nhặt ở ngoài cống đem trở về nuôi, giờ phút này được ăn học đàng hoàng nơi chốn. Dạ. Đau ruột mà đi. Đi mà không ngu được. Dạ. Còn con bé nó khác biết rồi. Dạ thôi, cuối video này thì câu chuyện cũng dài rồi. Con xin phép được thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Hải Bình Dương xin chân thành cảm ơn sư cùng với toàn thể gia đình. Kính chúc sư luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn. Và hy vọng là một vài ngày tới thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Hải Bình Dương đây cố gắng hết sức để tìm hiểu cái thông tin con gái của sư đang ở đâu, và các anh em này tìm cách để giúp con sư trở về đoàn tụ cùng gia đình. Thì là nếu mà cô chú anh chị trên cộng đồng mạng mà phát hiện được bé gái đặc điểm nhận dạng như trên thì báo tin cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913 785818 để các anh em mình tìm cách giúp con sư trở về đoàn tụ cùng gia đình. Đoàn của chú Hải cố gắng giúp giúp cho cô, cho em đi về, chứ cô nuôi nó hồi đó quá, bây giờ nó ra đi nào ngày mai nó làm thớ đau ruột lắm mà.
mà kiếm mừng gặp chú Hải này mừng lắm, đi từ hồi 6 giờ sớm 6 rưỡi mà lên tới đây thì ở nhà là có gì đó. Rồi cảm ơn cô. Thôi bây giờ bà con bé thấy bé này đâu điện thoại cho đội hiệp sĩ Minh Hải 0913 785 858. Cảm ơn mọi người ở đây làm miễn phí không có tiền bạc nha bà con. Bà con chia sẻ giùm tôi ha. Cảm ơn mọi người hãy giúp giùm cô Tư ở Vũng Tàu vào đây. Bà con cũng phải là chia sẻ mạnh lên. Cảm ơn mọi người, cảm ơn nhiều, rất nhiều. Dạ, con chào cô. Chào cô. Cầu chúc sức khỏe dồi dào ấy. Dạ.